đất hôm qua ngày nay cho đến đời đời chẳng bao giờ thay đổi. Qua Kinh Thánh đã bày tỏ cho chúng con biết rằng Ngài đã tạo dựng nên trời đất vũ trụ trong vòng 7 ngày. Ngày đầu tiên thì Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên ánh sáng ở trên trái đất này. Sau đó ngày thứ hai thì Ngài phân biệt cho chúng con biết là có bầu trời để phân rẽ nước ở dưới đất và nước ở trên trời. Và qua đến ngày thứ ba thì Ngài tạo dựng nên cỏ cây bằng trên mặt đất tùy theo loại. Rồi đến ngày thứ tư thì Ngài tạo ra mặt trời, mặt trăng. Rồi đến ngày thứ năm thì Ngài tạo dựng lên chim trời, cá nước. Và ngày thứ sáu thì Ngài đã tạo dựng nên những sinh vật ở trên đất này. Qua đến ngày thứ bảy là tất cả những tạo vật mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên, trong đó có con người, phải nghĩ để mà hầu việc Jehovah Đức Chúa Trời, phụng sự Ngài khi chúng ta còn sống ở trên đất này. Và trải qua một thời gian dài trên mặt đất này thì con người đã tìm cách đủ mọi thứ để có thể thay đổi một tuần lễ 7 ngày thành 10 ngày à. Nhưng con người đã thất bại vì ý muốn của Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên thì con người không thể thay đổi được. Lạy Chúa, chúng con ở trong trái đất này, chúng con đều theo quy luật của Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên và chúng con vẫn thuộc theo ý muốn của Ngài. Ngày hôm nay tất cả chúng con là con cái của Đức Chúa Trời, cho nên chúng con phải theo quy luật của Đức Chúa Trời Ngài đã ban cho chúng con, và chúng con ở trong Ngài và chúng con hầu việc Ngài, làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Xin Chúa chúc phước cho tất cả các con cái của Chúa trong hội thánh. Mỗi con người của chúng con có một tấm lòng hướng về Ngài để chúng con phục vụ Ngài và làm cho hội thánh của Chúa phát triển. Chúng con cảm tạ Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Xin chào thánh. Em xin đọc Kinh Thánh Thi Thiên đoạn 8 từ câu 1 đến câu 9. Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao. Sự oai nghi Chúa hiện ra trên các tầng trời. Nhưng vì các cuộc địch Chúa dùng miệng trẻ thơ và những câu tuyên bố và lập lần đặt làm cho người thù nghịch và kẻ báo thù phải đứng lại. Khi tôi nhìn xem các tầng trời và công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, loài người là gì mà Chúa nhớ đến, loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó? Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, đổi cho người sự vinh hiển và sang trọng. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật dưới chân người, cả loài chim, loài bò đến nỗi các thú rừng, chim trời và cá biển cùng hoàng vật gì nổi đi các lối biển. Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao. Thế Chúa ơi, con ngạc ngợi khen danh Thánh Ngài. Cha là một vua đời đời, là Chúa bình an, là vầng tảng đá, là nơi nương náu, là đồng lòng, là nơi chúng nương náu cho chúng con. Con cảm tạ Ngài là đấng tạo, đã tạo hình cả vũ trụ trái đất này. Cha đã tạo hình chúng con giống hình ảnh tượng của Ngài. Cha ban cho chúng con quyền cai trị những loài trên trời, cá biển và những loài động vật ở trên đất này. Chúa ơi, chúng con cần sự khôn ngoan từ Ngài. Xin cho chúng con sự khôn ngoan để chúng con tìm biết Ngài và chúng con phục vụ Ngài. Chúng con yêu thương những người lân cận, chúng con làm theo những gì Ngài thích, Ngài là mong muốn chúng con làm. Chúa ơi, con cảm tạ Ngài vô cùng, con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Alleluia. Xin cảm ơn Chúa và cảm ơn chị Jenny đã công bố lời của Chúa ở trong sách Thi Thiên.
đoạn số 8 và lời của Chúa cũng nhắc nhở cho mỗi đời sống của quý vị, ông bà, anh chị em và chính đời sống của tôi. Chúng ta là ai mà chính Chúa Ngài luôn nhớ đến mỗi đời sống của chúng ta. Dù chúng ta bé nhỏ, dù chúng ta thấp hèn, nhưng mà Ngài vẫn yêu thương mỗi đời sống của quý vị, ông bà, anh chị em và tôi, và cho chúng ta được cơ hội để chúng ta được trở nên làm con cái yêu dấu của Ngài. Bây giờ này chúng ta cảm ơn Chúa trong một ngày nữa chúng ta đã có cơ hội để chúng ta đến với Chúa trong sự ngợi khen, trong sự thờ phượng và chúc tán dành của Ngài. Và chúng tôi xin kính mời tất cả quý ông bà anh chị em là những người ở gần khu vực quận Cam này, và xin mời quý vị có thể đến cùng với chúng tôi thờ phượng Chúa cùng với chúng tôi và hầu nguyện Chúa với chúng tôi ở tại địa điểm 14200 đường Golden West, thành phố Westminster, California. Ở tại 14200 đường Golden West, thành phố Westminster, California. Và chúng tôi có mặt ở tại đây vào mỗi chiều Chủ nhật lúc 3 giờ. Và nguyện xin Chúa Ngài sẽ ban phước cho mỗi đời sống của quý vị và anh chị em khi chúng ta đến với Chúa ngợi khen và chúc tán dành của Ngài. Quý vị đã chuẩn bị chưa? Chúng mày sẵn sàng không? Chúng ta hãy cùng nhau trong tràng pháo tay để chúng ta đón chào tất cả anh chị em ở tại đây, cũng như những anh chị em ở trên mạng. Và xin Chúa Ngài ban phước cho chúng ta thật nhiều khi chúng ta đến với Chúa trong sự ngợi khen, trong sự thờ phượng và trong việc chúc tán lời của Chúa, chúc tán danh của Ngài. Hallelujah. Một bài hát đầu tiên mà chúng ta sẽ cùng nhau trình bày và chúng ta sẽ hát cùng với vua David. Và vua David đã nói rằng đó là, và ông đã hát cùng với Chúa ở trước sự thị diện của rất là nhiều người, và ông đã nhảy múa và ông đã ngợi khen Chúa bằng cả tấm lòng của chính đời sống còn, mặc dù có những người có thể không hiểu biết và có thể đi đến những sự chỉ trách. Bây giờ này thì chúng ta sẽ chia sẻ màn hình và xin bằng sự chúng ta sẽ chia sẻ màn hình để chúng ta cùng nhau hát và ngợi khen Chúa. Và chúng ta sẽ cùng nhau giống như David, chúng ta cầu nguyện như David, chúng ta múa hát vui mừng giống như vua David, và chúng ta sẽ đến và chúc tán Chúa giống như vua David. Amen. Một vị vua đã không quản ngại thân phận của mình, đó là một vị vua nhanh tánh của mình để đến và hạ mình trước mặt của Chúa Trời để ngợi khen thờ phượng và chúc tán danh của Ngài. Hallelujah. Chúng ta sẽ đến với nhau và nói rằng như David xưa.
Quý vị có đang cảm nhận cái sự vui mừng mà Ngài đã ban cho mỗi đời sống của chúng ta khi chúng ta đồng bước đi với Chúa? Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì Chúa sống lại rồi. Mỗi đời sống quý vị và tôi cũng có sự sống lại ở trong đời này và có sự sống đời đời ở trong cõi vĩnh cửu. Và trong mỗi đời sống chúng ta hãy tiếp tục đến với Chúa và cầu nguyện: Chúa ơi, trên mỗi cuộc đời của chúng con, sự sống của Chúa, Ngài tiếp tục tuôn đổ sự sống của Ngài trên chính đời sống của con, cho con có sự khao khát Chúa, cho con luôn ao ước ở trong sự hiện diện của Ngài, cho con khao khát Thánh Linh của Chúa, và xin Thánh Linh của chúng ta tiếp tục vận hành, đụng chạm, thay đổi, biến đổi cuộc đời của mỗi đời sống của chúng ta. Chúa, giờ này chúng con đến với Chúa để chúng con cầu nguyện, xin Ngài ban Thánh Linh của Ngài đến với mỗi đời sống của chúng con. Con cầu xin Thánh Linh của Chúa Ngài vận hành ở tại đây. Chúng con cầu nguyện xin hiến máu của Chúa Jesus Christ Ngài bao phủ mỗi đời sống của con, che chở mỗi đời sống của con, Ngài thánh hóa cuộc đời của chúng con và tha thứ tất cả những tội lỗi của chúng con. Chúa ơi, Thánh Linh ơi, xin Ngài kéo chúng con đến gần với Ngài và cho chúng con được ở trong sự hiện diện của Chúa ngày làm việc này, cho con tiếp tục được kêu cầu danh của Ngài, cho chúng con được nghe tiếng phán tuyệt vời của Ngài trên cuộc đời của chúng con. Và Chúa ơi, cho chúng con được tươi mới mỗi ngày và xin dầu của Chúa tiếp tục được tuôn đổ trên mỗi đời sống của chúng con. Xin dầu chúng con và chúng con được mạnh mẽ ra để chúng con đặt tay trên cái đầu cầu nguyện cho họ, thì họ sẽ được chữa lành. Cầu nguyện cho những kẻ bị ma quỷ ám, họ sẽ được giải cứu trong danh của Chúa Jesus Christ. Xin Ngài
cho chúng con được trở về cùng với Chúa và tâm hiến, tâm hướng được tình yêu tuyệt vời mà Ngài đã dành cho mỗi đời sống của chúng con. Chúng con được chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của Chúa và sự tốt lành của Ngài và sự nhân từ của Ngài, và cho mỗi đời sống của chúng con mỗi ngày càng được trở nên giống với Chúa nhiều hơn nữa. Cho chúng con cảm ơn Chúa. Giờ này xin Chúa Ngài ban phước cho thời gian của con được dự phần trong sự dâng hiến, thời gian chúng con được nghe lời của Chúa, thời gian chúng con sẽ thực hành tất cả những điều mà chúng con đã nghe mà Ngài dạy dỗ khuyên bảo mỗi đời sống của chúng con. Chúa ơi, Ngài giúp đỡ cho mỗi đời sống con để chúng con sẽ tiếp tục được mạnh mẽ, được vui vẻ, khỏe ở trong danh của Ngài, và chúng con tiếp tục có sức của Chúa, có ơn của Chúa và sự sức giàu của Chúa để tiếp tục đi tiến chiến các sứ mà Chúa đã dành cho mỗi đời sống của chúng con, để nhiều linh hồn tội nhân được trở về cùng với Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, Ngài tiếp tục nâng đỡ mỗi đời sống con, gây dựng con thành con cái yêu dấu của Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Xin cảm ơn tất cả quý tôn thờ Chúa, cảm ơn các thập phương, cảm ơn tất cả con cái Chúa đã đến với Chúa ở trong sự ngợi khen và trong sự thờ phượng. Bây giờ này thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với Chúa và thật xong qua sự dâng hiến thờ phượng Chúa bằng những báu vật mà Ngài đã ban cho mỗi đời sống của chúng ta, và chúng ta sẽ cùng hát vang thông qua bài hát đó là We Bring the Sacrifice of Prayer. Chúa của chúng ta là đấng thành tín, quý vị được phước ở trong sự hiện diện của Chúa mà. Hallelujah.